điện thoại. Xin chào chú anh chị đến video tiếp theo của điện thoại nha. Hiện tại bây giờ là farm của Hồng Kiền quá đông rồi của chú anh chị. Đó, có những cô trong chào cô. Đó, đây là những bó hoa nè cả nhà. Bó hoa tặng cho Hội Văn Cường nha. Hoa tiền luôn cả nhà. Hoa tiền 100.000 một cái nơ ha. Đó, cô bó xanh này cả nhà. Rất là nhiều của chú anh chị. Bây giờ quá đông luôn ha. Chấp tham hộ Văn Cường thôi mà như vậy cả nhà. Ở ngoài là mới đá đông rồi, còn phía bên trong nó càng đông nữa cả nhà. Đông quá chẳng nghe luôn. Xanh không, xanh đập chuối không rồi cả nhà. Ở đây là phòng trà không tên nha cả nhà. Chú anh chị, quay chia sẻ của chú anh chị ha. Đó, những cô xanh chú quá trời cả nhà. Bây giờ Hội Văn Cường cũng chưa có tới cả nhà, để tới họ sẽ quay lên ha. Tại ánh đèn nó cháo quá nên cái không gian bị tối, mong cả nhà thông cảm nha. Chứ họ chỉ qua đây thì nó sáng lại cả nhà. Tại ánh đèn chói quá, vô cam là chơi chói. Đó, cũng có farm nữa nè cả nhà. Đó, mấy cô xanh tới nè cả nhà. Hiện tại bây giờ là khán giả đó, vô rất là đông luôn chú anh chị. Thì ở đây là xe hơi cộ nó hơi đông của chú anh chị, tại vì ở đây quận nhất là trung tâm nên là xe cộ rất là đông luôn, nên có bị ồn, mong cả nhà thông cảm nha. Có mấy chị nè cầm bó hoa rất là đẹp luôn. Rồi vô chổng quay nữa nha cả nhà, quay cho chú anh chị xem. Quá đông cả nhà ơi. Con vé luôn của chú anh chị. Vé hình quá trời cả nhà. Con
bây giờ là quá đông của chú anh chị ở trong chỗ mà cái đường vô của phòng trà cả nhà, quá đông luôn chú anh chị. Ở đây cũng chia sẻ cho chú anh chị ha, ngày 16 tháng 10 hôm qua thì hát rồi, 25 hát rồi cả nhà, ngày 27 ngày mai cả nhà. Ngày 27 đó của chú anh chị con hương tình có đến ba tây tháng 11 ha, có nghệ sĩ của chú anh chị đến đây hồng trà đi ha, hồng trà đây, hồng trà không tên có đến 19 tháng 10 cả nhà. Nội cũng chia sẻ của chú chị ha, có gì đến ghé đi nè cả nhà ha. Đây là 112 là đến tôn nhất của nội cả nhà, thì của chú chị nào có đặt vé thì nghe cái này ha. Hiện tại bây giờ là nghệ sĩ cũng chưa có tới nhưng mà khán giả farm rất là nhiều luôn. Đây có một xe của farm họ Hồ Văn Cường này của chú chị. Đó. Đông luôn cô chú. Lớp phẩm của Hội Cường mà mấy chị mấy cô này cũng rất là dễ thương ha. Thấy YouTube là chào. Cũng mà cũng chào chị ha. Mấy cô đi rất là dễ thương luôn cả nhà. Thôi xin tạm dừng video cả nhà. Bây giờ là mới có 7 giờ cũng chưa có ai tới nữa cả nhà. Cậu xin chỉ là quay cảnh các tham của Hội Văn Cường tới thôi cả nhà. Còn Hội Văn Cường tới Thọ sẽ quay lên nha. Thì mong chú anh chị có xem video thì ủng hộ Thọ một like đăng ký nha cả nhà. Bạn video tiếp theo ha. Bye bye cô chú anh chị.